Sáng ngày 3 tháng 4, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với huyện ủy Nậm Nhùn tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lần thứ nhất 2023. Tham gia lớp học có 40 học viên là đảng viên dự bị kết nạp trước tháng 12 năm 2023 của các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu 2. Dự kiến, lớp học sẽ diễn ra trong 8,5 ngày. Tham gia lớp học, các học viên sẽ được tiếp thu chương trình gồm 10 bài trong cuốn Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn năm 2022, gồm Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nền tảng tư tưởng Kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam, Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng Cộng sản và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phòng chống tham nhũng tiêu cực, học tập làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu, báo cáo tình hình kinh tế xã hội của huyện. Qua lớp học nhằm giúp các đồng chí đảng viên nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nâng cao năng lực, lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.